Kính thưa quý vị, chúng tôi là Phan Trọng, thông tin viên của đài SPTN Texas tại thành phố San Antonio. Xin kính chào quý vị. Chúng tôi đang đứng trước cổng tham quan của chùa Liên Hoa Đạo Tràng. Ngày hôm nay anh em chúng tôi đến đây để tham dự trại huấn luyện của gia đình Phật giáo tại thành phố San Antonio. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị vào bên trong phía trại để chúng ta cùng sinh hoạt với các trại viên và đặc biệt cùng phỏng vấn các vị viên chủ của các em trại viên. Xin kính mời quý vị. Chào quý vị, đứng bên cạnh chúng tôi là một trong những vị huynh trưởng của gia đình Phật tử tại thành phố San Antonio. Kính chào anh, xin anh cho biết quý danh và trách nhiệm của anh trong ngày hôm nay. Tôi là huynh trưởng Triệu Quang Tâm, pháp danh là Trí Tri, là trại trưởng của trại huấn luyện sơ cấp Lộc Nguyễn. Yeah. Xin anh cũng cho biết sơ về cái cơ cấu tổ chức của gia đình Phật tử và đặc biệt là cái mục đích của trại ngày hôm nay. Nói về cái sơ cấu tổ chức thì thật sự nó nhiều vấn đề mình phải nêu ra. Nhưng mà tuy nhiên ở đây tôi chỉ đưa ra một mục đích nhỏ nhỏ, đó là một cái lý tưởng về cái tổ chức gia đình Phật tử. Đó là một cái sự đào luyện thanh thiếu niên trở thành một Phật tử chân chánh và góp phần xây dựng xã hội theo cái tinh thần của Phật giáo. Tuy nhiên qua những sự việc đó về mặt lý tưởng thì chúng tôi... Đi qua cái vấn đề đó thì chúng tôi có hiện tại đang tổ chức một cái trại huấn luyện huynh trưởng sơ cấp Lộc Nguyễn cho các trại sinh. Hiện tại là cho những trại sinh này bước đầu tập sự trở thành một huynh trưởng để dìu dắt đàn em mai sau. Hay quá. Vậy thưa anh, đại diện cho gia đình SPTN, tụi em cũng xin kính chúc quý anh có một cái trại rất là thành công. Và hy vọng là anh sẽ có những cái tổ chức huấn luyện lãnh đạo trẻ cho các em Phật tử trong thành phố San Antonio chúng ta trong tương lai. Dạ, cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị trong đài TV đến đây phỏng vấn. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn nếu mà có cơ hội và chúng tôi sẽ tiếp tục được cái đoạn đường mà chúng tôi sẽ dấn thân cho cái lý tưởng của Tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam. Kính chào anh. Dạ. Kính chào quý vị, đứng bên cạnh chúng tôi là một trong những trại viên. Chúng tôi xin hỏi anh vài câu về buổi trại ngày hôm nay. Hello, what's your name? My name is Mark Morton Tracy. Yeah. Yes. Okay. And are you from here? No, I am from Albuquerque, New Mexico. Oh, wow. And are you a Buddhist? I am a Buddhist. Oh, and wow. So I'm here at camp to learn about Buddhism. Yeah. So you travel like 8 or 10 hours driving to attend this camp? We actually flew, but yeah, but it would be about that long. Yes. So yeah. What do you find special about a camp? It's so special to be with other members of Yadim Fatu and to learn how to be a leader of our organization. Right. Yeah. Can you say a few words in Vietnamese? I can say chào các ông các bà. Okay. Very good. Yeah. Very good. Thank you. Very nice to talk to you. Thank you. All right. Okay. Yeah, em tên là Savannah Holfam. Em là một trại sinh đến tới trại Lộc Quyển để trở thành a leader. Yes. Good. So, where are you from? Em đến từ đâu? Yeah, em đến từ Austin, Texas. Hôm nay em học được gì của cái trại ngày hôm nay? Yeah, em học về mục đích của trại và tại sao để trở thành một trại viên, một leader for gia đình Phật tử. Okay.
em học những cái điều rất là tốt về về trở thành người lãnh đạo trẻ. Em sẽ đem những bài học này về trong cái môi trường học đường, ngôi trường chùa và ngôi trường cộng đồng. Thì cái việc đầu tiên em về em sẽ làm là những việc gì? Em sẽ dạy cho các em nhỏ những cách thức để hoạt động trong gia đình Phật tử và hiểu thêm về đạo Phật và những điều mà Đức Phật dạy mình để sống trong cuộc sống. Cảm ơn em nhiều nhé. Đây là một cái giây phút rất là vui, rất là nhộn nhịp. Thầy vừa chứng kiến những cái bài hát, những cái động tác quý vị rất là đẹp. Kính thưa quý vị, cái đêm lửa trại hôm nay nó lên một cái ý nghĩa rất là cao lớn trong đạo Phật, bởi vì ngọn lửa trong đạo Phật á là biểu trưng cho trí tuệ, bằng trí tuệ. Mà hồi nãy thì Chư Tôn Đức đã niêm hương cầu nguyện cái ngọn lửa trí tuệ của chư Phật mười phương chứng minh và gia hộ cho tất cả quý vị trong đại sinh và tất cả quý vị từ quân trưởng được thắp lên ngọn đuốc trí tuệ nơi tự tâm và truyền lại cho công sáu mai sau, và chư Phật Bồ Tát mười phương gia hộ cho quý vị luôn luôn được thắp sáng trong ngọn đuốc tâm linh, và cầu chúc cho đêm lửa trại hôm nay được thành công viên mãn,
Nam mô Hoan Vĩ Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Đêm Giữa Đại bắt đầu. Ơn mẹ cha.